kênh youtube chiến đồng tháp xin kính chào quý vị và các bạn dạ thưa quý các bạn thì hôm nay vũ chiến tiếp tục cập nhật cái thông tin mới về cô nguyễn phương hằng dạ kính thưa quý các bạn thì tại sao tại sao thì cô nguyễn phương hằng chỉ bị xử lý một tội dạ thưa quý các bạn thì nhiều người thưa cô nguyễn phương hằng nói là cô nguyễn phương hằng vu khống nói là cô nguyễn phương hằng xuyên tạc nói là cô nguyễn phương hằng đủ thứ hết nhưng tại sao hội đồng xét xử lại xét xử cô Nguyễn Phương Hằng chỉ có một tội thôi Dạ thưa chị các bạn thì Vũ uh, Chiến cập nhật trên uh, trang báo Dân Trí viết như thế này Tại sao bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bị xử lý một tội Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước Quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân nên không có căn cứ xử lý thêm tội khác Đó thưa chị các bạn thì quý vị cũng đã biết thì tối ngày 21 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cùng tội danh trên thì hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Quân 45 tuổi, tiến sĩ luật 2 năm 6 tháng tù, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Quỳnh Công Tân cùng bị phạt là 18 tháng tù. Về dân sự thì uh, buộc uh, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bà Đặng Thị Hằng Ni và Đinh Thị Lan mỗi người là 18 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng. Hoạt động này vi phạm các điểm A, điểm B khoảng 3, điều 16, điểm B khoảng 1, điều 17, luật an ninh mạng năm 2018 và điểm b khoảng 1 điều năm Nghị định 72 đã xâm phạm quyền lết của cá nhân cũng theo hoạt động xét xử là xét thấy hành vi khách quan của bị cáo hằng và đồng phạm thỏa mãn dấu hiệu cấu thành nhiều tội phạm như lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lệch của nhà nước quyền lễ hợp pháp của tổ chức cá nhân du khống làm nhục người khác trong đó tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có hình phạt nặng hơn. Dạ anh gì các bạn thì theo nguyên tắc thu hút tội danh, các bị cáo phải bị truy cứu về tội nặng hơn. Đó thưa gì các bạn, thì cái tội nặng hơn là cái tội mà à, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền để hợp pháp của tổ chức cá nhân là có hình phạt nặng hơn mấy tội kia tội du khống nè tội làm nhục người khác nè mấy cái tội nó nhẹ hơn thì theo nguyên tắc thu hút tội danh các bị cáo phải bị truy cứu về tội nặng hơn đó thưa các bạn thì tội nặng hơn thì truy cứu đây là căn cứ nên hội đồng xét xử nêu trong phán quyết tối ngày 21 tháng 9 tuyên bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì theo hồ sơ thì quý vị cũng đã biết thì vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư ảnh hưởng đến uh, nhiều uh, cá nhân như ông uh, Hoài Linh, bà Trần Thị Mỹ Quanh, uh, bà Đặng Thiền Ni, ông Quỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh ông Nguyễn Đức Hiển uh, thì uh, tổng biên tập Báo uh, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh quá trình điều tra thì bà Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc được trên internet đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Dạ thưa cho các bạn thì uh, xoay quanh thì uh, xay quanh vụ án của Nguyễn Phương Hằng thì quý vị cũng đã biết Hôm nay thì mình cũng đã cập nhật được một tin Tại sao cô Nguyễn Phương Hằng chỉ bị xử lý một cái tội đó thôi Dạ thưa quý các bạn thì cái tội nào nặng hơn Thì nãy Vũ Chiến muốn đọc đoạn đó cho tất cả quý vị cùng nghe Dạ thưa quý các bạn thì tiếp theo thì Vũ Chiến Sẽ cập nhật về thần y võ Hoàng Yên Tại sao thần y không bị bắt Trong khi đó thì thần y đã giống như là có Dấu hiệu phạm tội hay không Và có chữa bệnh mà dẫn đến chết người hay không thì sau đây mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Dạ Thưa quý vị các bạn là vì sao không khởi tố uh, vụ ông Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Đó, thưa quý vị các bạn là trên trên tay vụ chiến thì uh, vụ chiến cũng đang cầm cái tờ báo công an thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị các bạn là ngày 16 tháng 1, phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 cư trú ở phường Bến Nghé, quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên sinh năm 1975 cư trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận số tiền hơn 183 tỷ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Việc bà Hằng tố ông Yên không có dấu hiệu Việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm. Đó, thưa quý các bạn. Cụ thể nè, cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định ngày 3 tháng 1, ngày 3 tháng 12 năm 2021 không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đối với ông Võ Hoàng Yên. Đó. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2021, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ đúng pháp luật. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên cùng một số người có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đó. Lạm dụng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đó. Theo nội dung đơn của bà Hằng, trong thời gian quen biết, ông Yên giới thiệu là Lương Y đang hoạt động khám chữa bệnh. Biết ông Yên đang cần tiền để xây dựng sửa chữa chùa và làm từ thiện, nên bà Hằng đã tự nguyện cho ông Yên số tiền hơn 183 tỷ đồng. Đó, thưa các bạn, 183 tỷ. Trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt, nhưng số tiền này không có giấy tờ và người chứng kiến. Đó, thưa các bạn cho mượn cho cho mượn tiền giống như cô cô Nguyễn Phương Hằng tin tưởng đưa cho ông Yên nhưng không có người chứng kiến cũng không có giấy tờ gì hết tới chuyện thua ra thua thua gì các bạn để ông Yên trả nợ và xây dựng sửa chữa chùa làm từ thiện nhưng sau đó bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên làm đơn tố cáo khi cô Hằng đưa tiền thì không có người chứng kiến không có người không có giấy tờ hết nhưng khi cô Nguyễn Phương Hằng phát hiện ông võ hoàng yên này lừa đảo nên làm đơn tố cáo làm đơn nên không 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 có cái giấy tờ không có cái gì chân nên thua thua gì các bạn quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh nhận thấy không có căn cứ chứng minh việc ông yên đưa ra thông tin gian dối để bà hằng tin tưởng mà giao tiền cũng không có căn cứ chứng minh việc ông yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp gian dối nhằm chiếm đoạt do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu phạm tội. Đó thưa quý vị các bạn. Đây là một điều mà mình phải nói là trong cuộc sống của chúng ta ai cũng rất cần khi mà tin tưởng mượn tiền ha, cho mượn tiền giao tiền. Nếu quý vị các bạn anh em ruột trong gia đình luôn, nếu mà không có giấy tờ tới chừng đổ bể lên thưa không ai xử được hết. Đây là vụ mà cô Nguyễn Phương Hằng phải nói là rất là cay hang thưa các bạn phải nói là cay đưa cho 183 tỷ đồng tin tưởng thấy ông này quá trời hay mà đợt đó ông quá trời rần rần độ độ luôn mà trị à, chị bệnh là câm điếc nè nó bại liệt nè quá trời hay nên cô Nguyễn Phương Hằng tin tưởng giao tiền cho ông này cuối cùng ông này à, thần y thần y dởm thần y dởm họ để cuối cùng cô Nguyễn Phương Hằng mình mất 183 tỷ về tay của thần y dởm. Dạ thưa quý các bạn thì hôm nay Vũ Chiến cập nhật những thông tin gửi đến tất cả quý vị. Dạ thưa quý các bạn thì kênh YouTube Chiến Đồng Tháp hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Bây giờ Vũ Chiến xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những lần tiếp theo.